Pancake. Bên mình là Minper. Pancake đối đầu với Miwan và Per trong trận đấu đầu tiên ở C đấu thứ 6. Per đã có bảy hiệu và bãi quả. Gỗ đầu cũng rất gần dành cho Per. Hôm nay thì chúng ta để ý được Gunny cầm Per trận nào thắng trận đấy. Những trận Gunny cầm Per chưa thua. Vâng, qua pha vừa rồi anh không đá con hiêu ra rồi ăn quả để nó lại chạy, để nó lại nhảy mất về tường. Pan một bầy hiêu sáu nhưng đang có một con ở sát mép tường. Vâng, bài này cũng nhột nên có phải 6 vòi giống chim sẻ không? Tao bảo Pan Greg rồi mày cứ hỏi lại. Mấy ông cứ thằng chết lại cứ thích cãi thằng khiêng. Người ta nhìn rõ ràng người ta mới khẳng định. Tôi mà chưa nhìn rõ không bao giờ tôi khẳng định là quân gì. Tôi mà chưa nhìn rõ kiểu gì tôi sẽ bảo là bằng hình như thôi. Hoặc là bảo sẽ bảo luôn là chưa nhìn rõ quân. Đôi voi rồi. Bảy hiệu đôi voi. Quả phụ giữa hai nhà. Bãi vàng cũng đã thấy. Bãi vàng à, bãi quả giữa hai nhà phía sát mép bản đồ. Rồi, rất từ tốn chậm rãi. Con voi đã về tới nhà chính của Hưng Nhồn. Rồi, con voi thứ hai đã nằm xuống, rất gọn, rất nhẹ nhàng, tựa như lông hồng. 6 phút 3 vòng 6:39 với 21 dân của Pơ. Ui giời ơi, một đội. Không. Một bé. Và các bạn có thể thấy Hưng Nhổn đang biểu diễn. Một con voi giữa hai nhà, chim sẻ chỉ. Màn hình máy chim sẻ. Ngay đấy rẽ phải. Vâng, sẻ câu hộ Hưng Nhổn một con voi. Ngược hướng rồi. Còn cầu thẳng nhà chính được. Đấy bãi quả đấy, chỗ bóng đen đây, trong ô đen đây là bãi quả. Đấy. Vâng, ở C đấu thứ hai thì chúng ta cũng đã theo dõi một pha mà chim sẻ một dân câu hai voi cho Hưng Nhổn rồi. Để Hưng Nhổn cân đôi trận đấy. Trận này thì có một voi, thế thì chỉ cần Hưng Nhổn chém chết một nhà thôi được. Vàng ngoài đấy, hốc không vàng. Lâng chặt vàng luôn. Đúng rồi, Miwan đang muốn đánh cung. Pan và Gzech. Miwan chỉ cần lên được cung A hai áo thôi thì sẽ thắng luôn. Bởi vì cái khả năng mà Pan và Gzech chống cung A hai áo là khó so với các quân khác có cung R. Vâng, cung R Pan mà muốn có đông thì mất rất nhiều lực và cũng mất rất là nhiều thời gian. Và đây rồi, màu 8 BB. Trận trước BB quýt rất sớm, trận này có khi chọc BB cho BB quýt thôi.
Và cũng vừa mới đóng xong nhà điều kiện. 11 của Vi, chưa có giáp nên chưa vội. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh như lúc chơi tiền. Ờ kìa, cửa nhà Vi nó có bầy hiêu thì sao mút cũng được không? Vâng, không đủ lực đóng xây xin đặc đà mà nó mới vãi cả trường. Rồi 24 thịt là đủ rồi, được rồi. 1P. Vâng, bị bắt giò luôn. Căng đấy. Bắt giò rồi. Sang đấy ăn thì cũng hơi nguy hiểm. Thành ra lực lại yếu. Được 4 voi về nhà. 4 voi 6 hiêu. Cả quả đồng. Bò đi, bò một em ở đấy đi, cạnh BL ấy. Một chiếc BP tăng bảo hành từ xa. Kìa, quay lại. Làm con giò được, rồi, cũng được. Thừa gỗ thì cho chim cho nó khỏe. 300 thực. Thừa gỗ thì cứ cho chim cho nó ra ruộng anh ạ. Rồi, có trăm thực, cả trăm gỗ nó khỏe hơn hẳn luôn. Chưa kín. Đưa vàng đây nào anh ạ. Sóc quân nào. Rồi, một bé. Còn bé nữa kìa. Hai bé. Đưa nó đây. Rồi, sắp đôi rồi. Và Tú Linh resize. 1-0 trong set đấu thứ 6 dành cho cặp đôi chim sẻ lắng và Gunny.